Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, hai hình thế gây mưa là rãnh thấp và vùng xoáy thấp tiếp tục hoạt động mạnh, vì thế Bắc Bộ tiếp tục có mưa cả ngày. Dự báo đợt mưa này còn kéo dài từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8. Chỉ riêng khoảng thời gian từ nay đến ngày 20 tháng 8, lượng mưa đã phổ biến lên tới 100-250mm trên một đợt. Do có mưa lớn kéo dài, vì vậy trên các sông suối, khu vực thượng lưu sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu là từ 3-5m và ở hạ lưu là từ 2-3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và cả Cao Bằng. Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của rãnh thấp và vùng xoáy thấp, trong đó đáng lưu ý nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, khu vực này sẽ có mưa dông mạnh, cục bộ sẽ có điểm mưa to nên người dân cần đề phòng với nguy cơ về lốc sét và gió giật. Còn trong ngày ở đây, trời nhiều mây, có lúc có mưa nên nhiệt độ không cao, phổ biến là từ 30-32 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời cũng chuyển nhiều mây hơn, có nắng gián đoạn, nên nhiệt độ ở đây cũng hạ xuống ở mức từ 32-33 độ. Trong khi đó, phần từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết ổn định hơn, chủ yếu có mưa một vài nơi vào chiều tối và đêm. Còn ban ngày, trời nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33-34 độ. Lui xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu, vì vậy chiều tối nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ có mưa rải rác, đến đêm mưa giảm xuống chỉ còn ở một vài nơi. Trong ngày trời tạnh ráo và có nắng, nhiệt độ trưa chiều ở Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 29-31 độ, trong khi đó ở Nam Bộ nhiệt độ cũng không cao, dao động trong khoảng từ 32-33 độ. Trên biển, dưới tác động của rãnh áp thấp với một vùng xoáy thấp tồn tại ngay trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vì thế thời tiết ở đây trong ngày hôm nay tiếp tục xấu với mưa rào và dông mạnh. Trong khi đó, tại các vùng biển khác cũng có mưa rải rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, kèm theo nguy cơ về các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật có thể đi kèm, nên các tàu thuyền hoạt động cần hết sức lưu ý. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.